Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen, hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúa được vinh hiển. Hà Đỗ Phục Hưng, nguyện Chúa sử dụng con Phục Hưng đất nước Việt Nam, amen. Con là học Kinh Thánh thuộc lòng là đỉnh nhất hội thánh rồi đó. Tuần nào cũng thuộc và chính xác nữa. Cho nên tấm lòng con trẻ như vậy rất đáng là khích lệ, và đó là niềm vui cho cha mẹ. Amen. À, cho nên khi mình biết lời Chúa từ thơ ấu, điều đó nó sẽ gắn vào tấm lòng của nó, và nó sẽ trở thành một khí cụ đắc lực cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài. Đó là điều rất là tuyệt vời. Vâng, trước khi chia sẻ lời Chúa buổi sáng hôm nay đó, tôi có một lời chứng để khích lệ, và nó cũng thuộc phạm trù cái bài giảng, cho nên tôi muốn đọc lời chứng này để khích lệ anh chị em. Chúa muốn chúng ta sống một đời tấn tới và kết quả cho Ngài. Không ạ? Đây là chỗ mà rất là đặc biệt. Cho nên tôi cũng gửi lời đó đến với tất cả những ông bà anh chị em đang theo dõi hội thánh trên live stream. Nguyện Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta luôn sống một đời sống tấn tới kết quả. Đó là điều mà Chúa muốn thấy. Cho nên tôi sẽ đọc lời chứng này, anh chị em cùng lắng nghe nha. Amen không ạ? Yeah. Chào mục sư trong tình yêu của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Sau khi mục sư cho phép lên núi cầu nguyện và được mục sư khích lệ dặn dò, đặc biệt là mục sư đã đặt tay cầu nguyện chuyển giao cho em. Khi trở về với hội thánh địa phương và phục vụ, thì trong khi em cầu nguyện và phục vụ hội thánh bởi đức tin, em kêu danh Chúa Giêsu trên mọi người và em nói hãy đụng chạm họ, Thánh Linh ơi, xin hãy đụng đến họ. Em chưa chạm gì đến họ, mới quạt tay thôi mà dân sự đã té ngã nằm khóc ngập tràn nước mắt trong Thánh Linh. Em bỡ ngỡ không biết chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu tiên được xảy ra trong chức vụ phục vụ Chúa của mình, em tự hỏi có phải điều mình ao ước đã được Chúa làm thành rồi chăng? Thật quậy. Qua tuần sau, tiếp tục phục vụ hội thánh, cứ mỗi lần em kêu danh Chúa và vơ tay lên thì anh em được té ngã xuống đất và ngập tràn trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa vô cùng, em đã nhận ra em được nhận ơn khi mục sư đặt tay lên em và nhiều người đã được giải cứu và chữa lành. Và bây giờ trong dân sự Chúa khát khao nhanh nhanh được đến giờ thờ phượng Chúa để được phục vụ Ngài. Anh em nói trong hội thánh sao mà đi có một hai tuần mà về khác biệt quá vậy. Chúa Giêsu Christ được vinh hiển giữa hội thánh. Thật lòng em rất biết ơn Chúa và cảm ơn mục sư nhiều lắm. Amen. Đây là một bằng chứng của sự tấn tới trong đời sống tâm linh. Khi một người khát khao tìm kiếm Chúa, Chúa sẽ ban ơn và nâng người đó lên bằng mọi cách. Mọi ơn đến từ Chúa, nhưng Chúa có thể dùng mọi cách, mọi phương tiện để chuyển giao cho chúng ta. Cho nên tôi khích lệ tất cả anh chị em hãy sống một đời kết quả và hiệu quả cho Chúa, để mình kinh nghiệm được bàn tay của Đấng quyền năng sử dụng cuộc đời mình cho gia đình, cho cộng đồng, cho đất nước và cho nhiều người. Anh chị em có muốn mình kết quả cho Chúa không? Anh chị em có khát khao Chúa dùng mình không? Anh chị em có khát khao thấy vinh hiển của Chúa được thể hiện qua cuộc đời mình không? Amen. Rất là yếu. Phải mạnh lên một chút nữa, phải không ạ? Để thể hiện quyết tâm của chúng ta. Amen. Hallelujah. Vỗ tay cho Chúa. Wow. Cảm ơn Ngài. Chúa Giêsu khi Ngài kêu những con người để ban Thánh Linh, thì Ngài kêu rằng kẻ nào khát hãy đến cùng ta. Chúa không kêu những người làng sàn. Chúa không kêu những người nắng cũng được mà mưa cũng sao không sao. Đúng không ạ? Chúa kêu những người thực sự nóng bỏng cho Ngài. Chúa kêu những người đam mê Ngài, những người dám sống và dám chết cho Ngài. Cho nên tôi khích lại hội thánh. Buổi sáng hôm nay sứ điệp tôi chia sẻ liên quan đến điều đó. Và tôi khích lại tất cả những người nam, người nữ ở đây cũng như trên mạng.
hãy tận hiến tất cả những gì mình có, toàn bộ sức lực, thời giờ, tuổi trẻ hay những gì còn lại, để Đức Chúa Trời dùng mình như một khí cụ đắc lực trong tay Ngài. Anh chị em ơi, được làm tôi tớ của Chúa vinh dự lắm. Đó là phần thưởng trong cõi đời đời. Phần thưởng trong cõi đời đời. Cho nên tôi hy vọng rằng qua những lời buổi sáng hôm nay sẽ khích lệ anh chị em. Tôi sẽ chia sẻ cho anh em câu chuyện ở trong Ma-thi-ơ chương 25, từ câu thứ 14 đến câu thứ 30. Và câu chuyện này có rất nhiều điều để nói với anh chị em mình. Và những bài học thuộc linh ở nơi này sẽ giúp chúng ta bước đi một cách chắc chắn, bước đi một cách hiệu quả, và bước đi một cách gì ạ? Có phần thưởng cho đời sau. Tôi xin khởi sự đọc anh chị em nhé. Đây là ngụ ngôn về các ta lăng. Ngụ ngôn về các ta lăng. Vả nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lăng, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn chủ lên được, tức thì người đã nhận 5 ta lăng đi làm lợi ra và được 5 ta lăng khác. Người đã nhận 2 ta lăng cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lăng nữa. Xong, người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lăng bèn đến đem 5 ta lăng khác nữa và thưa rằng: lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 5 ta lăng, đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lăng nữa. Chủ nói với người rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Ngươi đã nhận 2 ta lăng cũng đến mà thưa rằng: lạy Chúa, Chúa đã cho tôi 2 ta lăng, đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 ta lăng nữa. Chủ đáp rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người chỉ nhận 1 ta lăng cũng đến mà thưa rằng: lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt chỗ mình không gieo, lượm lặt chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lăng của Chúa ở dưới đất, đây này, vật của Chúa xin trả cho Chúa. Xong chủ đáp rằng: hỡi đầy tớ dữ và biến nhát kia, ngươi biết ta gặt chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra, vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy ta lăng của người này mà cho kẻ có 10 ta lăng, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Amen chị em. Wow, đây là một câu chuyện, một câu chuyện rất là tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã kể và ghi lại cho chúng ta. Tôi tin rằng những lẽ thật được chép trong câu chuyện này cho chúng ta những bài học cực kỳ là bổ ích, cực kỳ là bổ ích. Và dĩ nhiên rất có nhiều sự giải thích khác nhau, nhưng mà hôm nay tôi muốn cậy ơn Chúa để cùng với anh chị em hiểu câu chuyện này theo một cái khía cạnh khác, để cho chúng ta nhìn thấy được làm sao để mình sống một đời kết quả và hiệu quả cho Chúa. Trước câu chuyện này, Chúa Giêsu kể về câu chuyện 10 người nữ đồng trinh, đúng không anh em? Có 5 người dài và 5 người khôn. Và tôi cũng đã từng chia sẻ bài giảng về câu chuyện 10 người nữ đồng trinh rồi. Câu chuyện 10 người nữ đồng trinh nó nói về gì ? Hãy sống một đời tỉnh thức và khôn ngoan, đúng không? Tỉnh thức và khôn ngoan. Còn câu chuyện mà anh chị em vừa nghe đó, nội dung chính của câu chuyện anh em vừa nghe, thì thông điệp của Chúa muốn truyền đạt cho người nghe là hãy sống một đời hiệu quả và kết quả.
Đấy là nội dung chính. Trước thì tỉnh thức và khôn ngoan, sau thì hãy kết quả và hiệu quả. Anh em nhìn thấy sẽ biết câu chuyện, phải không ạ? Người này đi buôn 5 đồng mà làm một hồi lên thành gì ạ? 5 đồng nữa. Lời 100% còn dễ. Trong thời gian ngắn nhân tài sản mình lên gấp đôi. Hiệu quả đấy chứ, đúng không ạ? Người có 10 nhân lên 10 gấp đôi. Thời buổi bây giờ mà đi buôn lời 10% là mừng rồi. Mà đây lời 100% luôn. Đúng không? Rất hiệu quả. Cho nên Chúa kể câu chuyện này để khích lệ mỗi một chúng ta. Hãy sống một đời hiệu quả. Đó không phải là một lời khuyên mà là mệnh lệnh. Đúng không anh chị em? Đó không phải là một lời khuyên mà là mệnh lệnh. Nếu mà lời khuyên á, thì không có hình phạt, không có thưởng. Nhưng ở đây chúng ta thấy có phạt và có thưởng. Cho nên nội dung câu chuyện này là một mệnh lệnh. Nhiều người đọc câu chuyện này nghĩ ô, chắc là đây là lời khuyên thôi mà, mình muốn sống sao sống. Nhưng không phải đâu anh chị em. Có thưởng có phạt ở đây. Anh em hãy chú ý điều đó nha. Có thưởng có phạt ở đây. Vì vậy chúng ta hãy xem nào. Điều thứ nhất đó, Chúa nói không phải ai cứ lạy Chúa là vào thiên đàng, nhưng chỉ những người nào làm theo ý Cha ta trên trời mới được vào thiên đàng. Tôi không giảng cho anh chị em một phúc âm rẻ tiền. Tôi không nói cho anh chị em một phúc âm dễ dãi. Tôi nói cho anh chị em một phúc âm có sự sống đời đời. Ý của Chúa là mệnh lệnh cho đời sống chúng ta. Một khi chúng ta sống sai ý muốn của Đức Chúa Trời thì không còn hy vọng nào nữa. Ngài là Chúa của vũ trụ này và Ngài là chủ của linh hồn chúng ta. Ngài đã mua chúng ta để chúng ta sống theo ý của Ngài. Rất nhiều con cái của Chúa đã từng nghe một tin lành dễ dãi, một tin lành rẻ tiền, một tin lành sao cũng được, để rồi chúng ta phải trả giá đắt cho những cuộc đời phung phí của mình. Và cuối đời thật sự trước khi nhắm mắt, chúng ta không biết mình đi đâu. Rất nguy hiểm nha anh chị em. Rất nguy hiểm. Ở đời này anh chị em mất tiền bạc có thể tìm được, mất nhà cửa có thể xây lại được, mất gia đình có thể xây gia đình khác được. Tôi nói trường hợp xấu nhất. Nhưng mất linh hồn không tìm lại được. Lấy gì mua được? Muộn rồi. Mắt chúng ta nhắm thì cơ hội đã hết. Cho nên ở đây đó, tôi muốn nói với anh chị em một điều là ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn mỗi con cái Ngài sống một đời kết quả và hiệu quả. Đó là ý muốn. Anh em ghi nhớ chân lý này cho tôi. Ý muốn tuyệt đối của Đức Chúa Trời đối với mọi người nam người nữ, là con trai con gái của Ngài, là hãy sống một đời ngay trên đất này, không phải về thiên đàng. Ngay trên đất này hãy sống một đời kết quả và hiệu quả. Điều đó có chép trong Kinh Thánh Giăng chương 15 câu 8 chép như thế này: Này Cha ta được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Và trong câu 16 lời Chúa chép tiếp: Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả. Cho nên khi mình suy nghĩ về những điều này, thật sự chúng ta không thể không nghiêm túc với đời sống đức tin của mình. Không thể không nghiêm túc. Anh chị em ạ, tôi nói điều đó để cho những ai vẫn còn bận biểu quá nhiều thứ của những đời tạm này hãy suy nghĩ lại. Tôi nói điều đó để truyền thông điệp này cho những ai quá hời hợt với đời sống đức tin của mình, coi nó như là một cái gì đó có cũng được không có cũng được, hãy suy nghĩ lại.
Tôi cũng truyền thông điệp này cho những ai mà sau khi tin Chúa rồi mình vẫn như cũ, hãy suy nghĩ lại. Đừng hời hợt với linh hồn của mình. Nó là cõi đời đời. Đời đời. Tôi nhắc lại hai chữ đời đời. Không thay đổi được nữa. Con Đức Chúa Trời đổ huyết, chịu chết, chịu đau đớn cũng vì hai chữ đời đời đó. Vì Ngài không muốn một con người nào hư mất đời đời, nhưng Ngài muốn mỗi con người được sống đời đời. Cho nên điều đó nó nghiêm túc, nó quan trọng, và nó thực sự đáng để chúng ta từ bỏ tất cả để ôm lấy. Anh chị em ạ. Đấy. Vì vậy Chúa Giêsu muốn chúng ta sống kết quả. Và điều này các sứ đồ cũng đã truyền đạt, cũng đã dạy dỗ trong rất nhiều hội thánh trong thế kỷ thứ nhất. Sứ đồ Phi-rơ, sứ đồ Phao-lô, các sứ đồ khác, những người đã từng viết Tân Ước. Anh xem đọc những bức thư trong Tân Ước, họ đã đổ nước mắt để khuyên nhủ, đổ nước mắt để bẻ trách, đổ nước mắt để sửa trị, đổ nước mắt để viết từng lá thư gửi đi để nói với anh em ơi, đừng sống thế này, phải sống thế này nè. Anh em ơi, phải bỏ cái này đi, đừng làm theo nữa, anh em sẽ chết đấy. Và anh em đọc sẽ thấy sứ đồ Phao-lô, ông thậm chí có những câu ông viết rằng: tôi viết thư cho anh em mà nước mắt dầm dề, như cha khuyên con, như người mẹ đau đớn cho con của mình. Vì sao? Vì các sứ đồ muốn thấy họ kết quả, chứ không muốn thấy họ đứng lại. Tôi đọc một đoạn kinh thánh mà sứ đồ viết nha. Philip chương 1, câu 9 đến câu 11. Trong thư Philip chương 1, câu 9 đến câu 11, sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu thành Philip như thế này, thưa anh chị em. Tôi đọc anh chị em nghe. Câu 9 đến câu thứ 11. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em ngày càng chan chứa hơn. Một điều, trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch, không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ được đầy trái công bình, đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy không? Vậy thì trong hai câu kinh thánh ngắn ngủi này, sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện điều gì cho những tín đồ thành Philip, thưa anh chị em? Thứ nhất, ông cầu nguyện là tình yêu thương mà Chúa đặt trong lòng họ được gì á? Nhân lên, chan chứa hơn, nhiều hơn. Đúng không? Tôi hỏi anh chị em nha, tôi hỏi tất cả những anh chị em đang nghe bài giảng này. Từ ngày anh chị em tin Chúa, tình yêu anh em và tình yêu đồng loại trong lòng chúng ta có được nhân lên không? Có không? Tạ ơn Chúa vì câu trả lời của anh chị em. Đây là dấu hiệu tốt. Dấu hiệu tốt. Tôi chúc mừng anh chị em. Còn những ai mà lỡ tin Chúa rồi mà càng ngày càng thấy nghi ngờ, càng thấy hận thù cay đắng, thì hãy ăn năn. Tôi nghĩ cũng có đó chứ không phải không có. Vì những tổn thương, những đau đớn, những vấp phạm, những điều nọ điều kia chúng ta không tha thứ, khiến cho sao ạ? Chúng ta ở trong Chúa mà tấm lòng mình thậm chí còn xấu hơn trước khi mình tin Chúa. Cái đó là cực kỳ nguy hiểm cho linh hồn chúng ta. Tiên tri TB Joshua nói rằng, ông nói rằng Chúa tỏ cho ông biết, một người tin Chúa mà trước khi nhắm mắt mà vẫn còn không tha thứ trong lòng, thì người đó đi địa ngục chứ không lên thiên đàng. Hãy nhớ điều đó anh chị em.
nó nghiêm túc lắm. Vì trên thiên đàng chỉ có tình yêu thương, sự hận thù không tha thứ không có chỗ ở trên đó. Chúng ta không thể đem nó theo. Vậy phải kiểm tra trái tim mình. Mình có yêu anh em mình vô điều kiện không? Mình có yêu đồng loại mình bằng một trái tim nhân từ nhân hậu không? Mình có tha thứ cho bất cứ người nào xúc phạm mình không? Hãy để ý điều đó anh chị em nhé. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nè anh chị em, tôi muốn anh chị em hãy tắt hết điện thoại đi để mình nghe những lời này. Đang nghe bài giảng và điện thoại reo lên, nó cực kỳ là phản cảm phải không ạ? Và đó là sự không kính sợ Chúa. Dạ. Cái thứ hai nè anh chị em, ông muốn những tín đồ Philip được ngày càng tấn tới trong sự thông biết và suy hiểu. Đó là cái thứ hai. Từ ngày tin Chúa cho đến hôm nay, mình đã hiểu được bao nhiêu trong lời của Ngài? Và hiện nay mình có hiểu lời Ngài hơn tháng trước hay không? Hiện nay mình có hiểu lời Đức Chúa Trời hơn một năm trước hay không? Hiện nay mình đã đọc được bao nhiêu những thứ, những tài liệu, những kiến thức nói về Chúa Giê-xu? Cái khả năng phân biện của mình ở trong đời sống nó có già dặn hơn, chín chắn hơn, kỹ càng hơn tháng trước hay không? Tức là cái khả năng phán đoán của mình, nhận định vấn đề của mình, nó có khá hơn không, chững chạc hơn không? Đây cũng là điều tất cả anh em mình cũng phải suy nghĩ. Đúng không ạ? Phải suy nghĩ chứ. Nếu như hôm nay mình đứng đây trước mặt Chúa mà những gì mình hiểu biết về Chúa nó giống y như năm trước, thì anh em thật sự là tôi rất là muốn cảnh báo anh chị em, đó là đời sống tâm linh anh em đã chững lại rồi, giống như một cái cây hết lớn rồi, đứng rồi không ra trái nữa rồi. Vì vậy sứ đồ Phao-lô luôn khuyên Timôthê là sao? Hãy cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con, đúng không ạ? Vì vậy sứ đồ Phao-lô cũng khuyên Timôthê là gì? Con phải chăm chỉ đọc sách, và nhất là Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan, hiểu biết. Cả Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, uống nắng người trong mọi lối công bình, hầu cho người được chọn lựa của Đức Chúa Trời, được sắm sẵn cho mọi việc làm. Cho nên chị em, nếu hôm nay mình nghe những lời này mà mình cảm thấy bị cáo trách rằng: Chúa ơi, con lười nghiên cứu Kinh Thánh quá Chúa, con lười đọc sách bồi linh quá Chúa, con lười nghe những bài giảng quá Chúa, cả ngày con dành thời giờ cho video TikTok với những gì tầm bậy tầm bạ rồi hề cười rồi, thì anh em hãy ăn năn đi. Không, tôi nói nghiêm túc đấy, hãy ăn năn đi. Thời giờ Chúa cho chúng ta không phải để dành cho những sự giải trí rẻ tiền đó. Thời giờ Chúa dành cho chúng ta để chúng ta tăng trưởng trong sự hiểu biết Ngài. Amen chứ. Phải tăng trưởng trong sự hiểu biết Ngài, phải đọc sách, phải đọc Kinh Thánh, phải nghiên cứu. Tôi không nói những mục sư, những truyền đạo đâu, những người đó là chắc chắn phải có rồi, bởi vì không nghiên cứu, không đọc sách, không đọc Kinh Thánh thì lấy gì giảng cho dân sự? Cái chuyện đó không bàn rồi. Tôi đang nói với con trai con gái hiểu biết Chúa. Không phải sứ đồ mới cần hiểu biết Chúa, bất kể con cái nào của Chúa cũng phải hiểu biết Chúa. Đó là ý muốn Đức Chúa Trời. Có người cha nào mà không muốn con mình hiểu mình không? Có người cha nào mà không muốn con mình gần gũi với mình không? Một người con mà không biết cha mình thích gì, không biết cha mình ra làm sao, thì tôi nghĩ coi chừng lại phải đi xét nghiệm ADN của người con đấy, xem nó phải giống ông không hay là giống ông hàng xóm đó. Đúng không ạ? Xét nghiệm ADN. Con trời là phải giống trời.
mà con quỷ là nó giống quỷ. Cho nên nếu như mình nói mình con trời mà mình thích những gì quỷ làm thì coi chừng tôi phải xét nghiệm ADN. Cái giống này là giống Satan chứ không phải giống của Chúa Giêsu. Đúng không ạ? Nên đôi khi mình tự gọi là an ủi mình là ôi tôi con trời, mà từ sáng đến chiều là xem những đồ của Satan làm, đọc những gì Satan viết, nghe những gì Satan nói, rồi gật gù với nó, cười rồi sướng với nó, rồi xong rồi Satan nói ha, nó là con tao. Cho nên chị em, mình phải thực sự nghiêm túc với những điều này, đúng không? Và điều tiếp theo đó, ông Phaolô nói là gì? Để chúng ta chiêm nghiệm được những điều tốt lành của Chúa, những quyền năng phục sinh của Chúa, những dấu kỳ phép lạ của Chúa, những ân điển diệu kỳ của Chúa. Chiêm nghiệm được đó, kinh nghiệm được nó và tuôn chảy qua đời sống mình, khiến cho Chúa được ngợi khen và sáng danh. Anh em thấy không ạ? Nếu chúng ta sống một đời sống mà tuôn chảy quyền năng phục sinh của Chúa cho người khác, tôi nói á, anh chị em đi đến đâu á, người ta vỗ tay tôn kính Chúa của chúng ta. Có đúng không? Đó có phải là Chúa được sáng danh không anh chị em? Chúa sáng danh. Còn nếu mình sống một đời sống cơ đốc mà không hiểu biết gì, không có một cái gì hành động qua mình hết, Chúa sáng danh ở chỗ nào? Tôi thấy không có cái cơ sở gì để nói Chúa sáng danh hết. Và coi chừng những điều đó giết chết chúng ta. Giết chết chúng ta. Tôi đọc cho anh em nghe một câu kinh thánh nữa để cảnh tỉnh anh em trước khi mình vào cái vấn đề mà tôi muốn nói hôm nay. Trong chương 15 Giăng nha. Câu 1, câu 2. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì ta để đó, ngắm xem cho vui. Còn ta sẽ tỉa sửa những nhánh nào kết quả nó được sai trái hơn. Đúng không anh chị em? Có người còn amen nữa chứ. Ai amen? Ai vừa amen vậy? Đúng. Nhánh nào không kết quả thì Chúa chặt. Cái đó mới là amen đấy. Nãy ai amen vừa rồi tôi cũng chưa biết ai amen. Nhánh nào không kết quả ta ngồi ta ngắm xem mà amen ầm ầm luôn. Thôi xong rồi, căn này đúng thiệt. Anh chị em ơi, lời này cực kỳ có trọng lượng. Rất nhiều người giải kinh á, giải cái từ này là gì? Nhánh nào trong ta không kết quả thì ta nâng lên. Không có đâu. Tôi đọc tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng gì thì nó cũng có cái nghĩa là chặt. Đây là hình ảnh của người nông dân. Anh chị em có ai ở đây mình làm vườn không? Có không? Có ai làm vườn giơ tay lên tôi coi. Wow, nhiều quá. Khi một cái cây mà có những nhánh sâu, nhánh héo, nhánh úa, nhánh bệnh thì anh em làm gì? Chặt bỏ chứ làm gì chuyện nâng lên. Nói tào lao. Giải kinh tào lao, giải kinh kiểu rất là gọi là bả láp. Cho nên tôi nói là chặt bỏ. Mình phải nói đúng nghĩa, mình phải nói thẳng thắn, mình phải nói một cách là không sợ gì cả. Là những người không kết quả trong Chúa, sống hai hàng chân nọ chân kia, Chúa sẽ cắt đi trong ngày cuối cùng. Đừng có nói mà lên trên, xuống dưới chưa chắc có cửa xuống. Đúng không anh chị em? Cho nên lời này rất nghiêm túc. Tôi nói hết sức nghiêm túc để cho anh em mình tỉnh thức, sốc lại đời sống tâm linh của mình. Tận dụng thì giờ vì những ngày là sau, để chúng ta kết quả cho Chúa, hiệu quả cho Chúa, để chúng ta có thể làm nhân lên và làm lợi ra những gì mà Chúa đã đặt vào bên trong chúng ta. Đúng nghĩa như vậy thôi. Bây giờ tôi nói cho em rất đơn giản dễ hiểu rồi. Nếu tôi là một nhà đầu tư, tôi bỏ tiền vào một doanh nghiệp mà cái doanh nghiệp đó làm ăn tầm bậy tầm bạ,
năm nào cũng báo cáo lỗ hết. Tôi có tiếp tục đầu tư không? Tôi rút vốn ngay, còn đồng nào tôi rút mà rút không được là tôi bỏ luôn. Đúng không? Chúa giống y như vậy. Chúa đầu tư cả thiên đàng và tình yêu tâm huyết của Ngài vào anh em. Chúa muốn thấy những gì Chúa đặt vào trong anh em nó phải được nhân lên, làm lợi ra, vinh quang ra, sáng sủa ra. Còn những thứ mà Ngài đặt vào rồi mà năm tháng qua Ngài chờ đợi mãi, Ngài nói thôi, tao cho đi tàu suốt luôn cho rồi. Đúng không ạ? Nghiêm túc lắm anh chị em, rất nghiêm túc. Anh em hãy xem xét lại đời sống mình. Đó đó. Bây giờ chúng ta trở lại tùy theo tài. Cho nên tất cả anh em mình ngồi đây, mình nhận ơn của Chúa không giống nhau. Đúng không ạ? Không đồng đều. Anh được ơn này, anh được ơn kia, anh được nhiều, được ít, không đồng đều. Đó là sự thật trong vương quốc. Nhưng cái điều mà Chúa quan tâm không phải là anh. Tôi cũng đã từng suy ngẫm đoạn này, và tôi cũng suy ngẫm rất nhiều. Chúa ơi, ta lân là cái gì đấy? Ta lân có phải là ân tứ thánh linh không Chúa? Nếu vậy thì sao mà con nhân ân tứ thánh linh lên được? Có 9 ân tứ bây giờ thành 18 sao? Làm sao nhân được? Khó quá. Thua rồi. Đúng không ạ? Ân tứ đây có phải là chơi đàn piano không Chúa? Thế sao bây giờ con nhân lên, giờ con chơi 1 cây thành chơi 2 cây à? Khó thế đấy. Căng. Chơi lúc 10 cây sao chơi được? Phải không ạ? Rất là nhiều, nhiều thứ. Anh khi suy ngẫm đến điều này, thật sự phải cần sự bày tỏ của Chúa để chúng ta hiểu được cái ngụ ý của Chúa muốn nói gì ở đây. Bởi vì có những chìa khóa để chúng ta hiểu nó. Vả nước thiên đàng khi ấy sẽ giống như. Cho nên tôi bám vào cái từ thiên đàng. Tôi bám vào cái từ thiên đàng. Vả nước thiên đàng giống như. Và Kinh Thánh cũng chép rằng thiên đàng không tại sự ăn uống, mà tại sự gì? Công bình, vui vẻ, bình an ở trong thánh linh. Thiên đàng liên quan đến thánh linh, liên quan đến thần của Đức Chúa Trời. Cho nên khi tất cả anh em mình là những người chưa tin Chúa thì không nói làm gì rồi. Nhưng mà sau khi đã bắt đầu xưng Giê-xu là Chúa, tôi và bạn chị em bắt đầu nhận từ Đức Thánh Linh. Có đúng không? Đây là cái chung. Cái chung tất cả. Cái gì riêng ở trong Thánh Linh thì tôi không bàn. Nhưng tôi và bạn chị em đều nhận từ đổ đầy Đức Thánh Linh. Và mọi người ở những mức độ khác nhau. Tôi đầy dẫy Thánh Linh khác anh chị em. Anh chị em đầy dẫy thánh linh khác tôi. Mỗi người một mức. Tùy theo khả năng. Tùy theo lượng đức tin. Chúa đổ đầy. Anh chị em cũng có thánh linh. Tôi cũng có thánh linh. Nhưng việc làm của thánh linh qua tôi khác anh chị em. Có người mạnh hơn. Có người yếu hơn. Nhưng anh chị em hãy nhớ, anh chị em có Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là ta lân mà Chúa ban. Cái chữ ta lân này đó, dịch sang tiếng Anh anh em sẽ rất là dễ hiểu hơn. Nó không phải chỉ nói về tiền bạc, mà nó còn nói về khả năng, nguồn lực đó. Tiếng Anh nó có cái chữ tương tự như vậy. Tài năng, đủ kiểu hết. Nhưng nó xuất phát từ một nguồn, đó là Đức Thánh Linh. Tôi nhận thánh linh, anh nhận thánh linh. Thần Đức Chúa Trời một lần nữa ngự trị ở bên cùng chúng ta, trong chúng ta, trên chúng ta. Thì chúng ta đã làm gì với điều tuyệt vời này trong cuộc đời của mình? Câu hỏi rất là nghiêm túc hỏi tất cả chúng ta. Làm gì? Bây giờ tôi sẽ nói ba điều đó nha.
Khi anh em tin Chúa, Đức Thánh Linh lập tức đến ở cùng. Lập tức. Tôi đi như thế này, Thánh Linh đi theo. Tôi ngồi dở Kinh Thánh ra đọc, anh chị em biết không, Thánh Linh ngồi bên cạnh. Anh chị em có bao giờ dạy con mình học chưa? Lúc mà nó 3-4 tuổi, 5-6 tuổi á, nó ngồi nó ê a nó đọc rồi anh các chị ngồi bên cạnh phải không ạ? Rồi nó đọc chữ này sai, chị nói con ơi sai rồi đọc lại. Nó làm bài toán sai, nó không được con làm vậy, cứ ngồi bên cạnh kiên trì theo dõi phải không ạ? Theo dõi từng nét bút của nó, nét đọc của nó. Anh chị em ạ, Đức Thánh Linh với chúng ta giống y như vậy. Khi anh em đọc Kinh Thánh mở ra, thậm chí anh em nói Chúa ơi sao con không hiểu chỗ này, Thánh Linh lập tức bắn một tia tư tưởng vào đầu, nó như thế này là có, và anh em tự nhiên hiểu. Thần Đức Chúa Trời sai đến để dẫn mọi con cái Chúa vào mọi lẽ thật, tỏ bày cho chúng ta mọi điều về Chúa Giê-xu, nhắc cho chúng ta nhớ lại mọi điều Chúa Giê-xu đã dạy, và tỏ cho chúng ta những điều tương lai chưa thấy. Cho nên cái chuyện Đức Thánh Linh ở cùng nó cực kỳ quan trọng. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, thế từ ngày tin Chúa cho đến tận hôm nay, những gì anh chị em học cùng với Đức Thánh Linh đã nhân lên chưa? Kiến thức của anh em học cùng với Thánh Linh 10 năm trước so với năm nay là mấy phần? Tăng lên được mấy phần? Hay vẫn y như cũ? Hay anh em vẫn còn là con đỏ trong Đấng Christ? Hay anh em vẫn còn uống sữa thay vì ăn đồ đặc? Tôi hỏi nghiêm túc, bởi vì câu trả lời nó quyết định cho chuyện anh em có kết quả trong ngày hay không. Cái sự kết quả đầu tiên nó nằm ở chỗ là gì? Học cùng Đức Thánh Linh. Kiến thức, sự thông hiểu, sự hiểu biết về Chúa, Kinh Thánh, lời Ngài, Chúa Giê-xu đã làm gì, Ngài đã hứa gì, anh chị em đã biết chưa? Cho nên những tri thức đó rất quan trọng. Vì nếu không có những tri thức đó, không thể mở đường cho chúng ta vào những điều sâu hơn. Tâm trí mình không thay đổi, làm sao biến hóa được anh chị em? Những đồn lũy bên trong mà không bởi lời Chúa rửa sạch, thì làm sao mình có thể biến hóa được? Làm sao mình trở thành một chiến sĩ được? Rất khó. Cho nên cái đời sống hiệu quả và kết quả nó nằm ở chỗ là mỗi ngày chúng ta học được gì hơn cùng với Đức Thánh Linh. Học được gì hơn? Đúng không? Đó. Đôi khi chúng ta lười biếng, Thánh Linh thì muốn dạy dỗ chúng ta mà chúng ta lại không mở sách ra. Cha mẹ rất muốn dạy con mà con cứ chơi đồ chơi thôi. Anh em có nản không? Nản chứ. Con ơi đi học đi, mày rất ít thời gian, muốn dạy con cái này cái kia, đi học đi con. Con nói để con chơi đồ hàng tí đã. Rồi xong rồi. Đôi khi đời sống cơ đốc chúng ta toàn chơi đồ hàng không, mà không chịu nâng cao tri thức trong Chúa. Đồ hàng đó là những bận rộn của thế giới này. Đồ hàng đó là những tri thức giả mạo của thế gian này. Đồ hàng đó là những báo chí, những bài báo nhăn cụi ở trên mạng, trên những cái điều mà thế gian này nó nói ra rã mỗi ngày. Nhưng chúng ta không chịu gia tăng tri thức lời Đức Chúa Trời với Đức Thánh Linh, khiến cho đời sống chúng ta chững lại và không còn hiệu quả nữa. Chức vụ lời không được dấy lên trong hội thánh. Giảng những bài giảng khô khan, buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật. Nói ba lời thì người ta biết ông nói gì tiếp theo rồi, vì có nhiêu đó cứ đọc đi đọc lại miết. Anh em từng chạm trán với những điều đó chưa? Có đấy. Cho nên tôi nói đây không những cho con cái Chúa, tôi cũng nói cho tất cả những anh chị em đứng trong chức vụ nữa. Nếu chúng ta không trau dồi kiến thức, tri thức lời Chúa với Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ không có gì để nuôi dưỡng dân sự của Đức Chúa Trời. Và dân sự sẽ chết đói
trên một kho tàng thực phẩm thuộc linh. Đúng không ạ? Vì chúng ta không biết nấu. Nhà có gạo có thịt nhưng mà không biết nấu, chết đói cùng nhau. Làm sao mình móc thịt móc gạo ra ăn được? Phải nấu chứ. Phải nấu, phải chế biến. Từ thịt đó phải ra món này món kia, gạo đó phải ra món này món kia. Thì kho tàng thực phẩm chúng ta là đây. Và cách chúng ta ở với Đức Thánh Linh là chúng ta chế biến ra những món cho dân sự của Đức Chúa Trời, cho gia đình mình, cho vợ, cho con mình, cho nhóm tế bào của mình, để họ cũng có thể tiêu hóa những điều đó cùng với chúng ta. Amen chị em. Cho nên tại sao ngày hôm nay chức vụ lời rất hiếm trong các hội thánh? Vì chúng ta lười biếng quá. Chúng ta không biết học cùng với giáo sư của chúng ta. Chúng ta tự suy nghĩ bằng trí óc của mình mà không học cùng với đấng ở cùng chúng ta. Tất cả những gì mà bày tỏ bởi Thánh Linh sẽ biến đổi người nghe, chạm đến lòng người nghe, thay đổi nhiều cuộc đời. Còn những gì ra từ chúng ta, nói đến lỗ tai này bay lỗ tai kia, nói đến đầu rớt xuống, không thay đổi được ai. Nếu thế giới này thay đổi được bởi tri thức của nó thì nó đã thay đổi thế giới này lâu rồi. Nhưng bao nhiêu triết lý tôn giáo, bao nhiêu những học thuyết, bao nhiêu những bài luận văn, bao nhiêu những thứ hay ho nó nói ra chả biến đổi gì được ai. Tội lỗi vẫn cứ gia tăng. Nhưng tôi nói với anh chị em nè, lời thần cảm của Thánh Linh sẽ thay đổi thế giới này. Đúng không anh chị em? Hãy ở cùng với Thánh Linh để nâng cao tri thức của mình trong Chúa. Tôi gọi đó là đời sống hiệu quả và kết quả. Nhưng chưa hết đâu, đâu phải vậy đâu anh chị em. Chúa Giêsu nói nè, Đức Thánh Linh sẽ ở cùng với các con và sẽ ở trong các con. Có đúng anh chị em? Chúa ở cùng, nhưng đồng thời Chúa ở trong. Chúa ở trong để làm gì? Câu hỏi là Chúa ở trong để làm gì? Câu hỏi này rất lý thú. Chúa ở trong để biến chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu. Chúa ở trong để khiến chúng ta yêu thương nhiều hơn, nhân từ nhiều hơn, nhẫn nhục nhiều hơn, hiền lành hơn, trung tín hơn, tiết độ hơn. Chúa ở trong chúng ta khiến cho hình ảnh tính cách của chúng ta mỗi ngày giống như tính cách Chúa Giêsu, thánh khiết hơn, yêu điều lành, lãnh điều dữ. Cho nên khi Đức Thánh Linh ở trong mà chúng ta chịu khó tương giao với Chúa, cầu nguyện với Chúa, thờ phượng Chúa, kết nối với Chúa và nói những lời ngọt ngào, biết ơn Ngài, kính sợ Ngài, đồng hành với Ngài, nhận biết Ngài, anh chị em ơi, tâm tính anh chị em sẽ biến đổi từng ngày. Trước anh em dễ nóng giận, bây giờ anh em nói ai chọc tôi giận được, tôi cho tiền để uống cà phê. Đúng không? Mềm mại hẳn ra. Trước tôi rất dễ tự ái, bây giờ tôi bao dung với tất cả mọi người. Trước tôi sống ích kỷ, bây giờ tôi sẵn sàng chia sẻ cho anh chị em. Trước tôi rất ganh tị, ai mà hơn tôi là tôi ngủ không được. Bây giờ tôi chúc phước cho những người nào, tôi vui mừng với những người nào hơn tôi. Có phải không chị em? Đó là giống Chúa. Cho nên Đức Thánh Linh ở trong chúng ta sẽ biến hóa chúng ta. Tôi gọi đó là đời sống kết quả. Tôi hỏi ông bà anh chị em và tất cả trên mạng này, từ ngày anh chị em tin Chúa đến nay, tính cách anh chị em có khá hơn không? Tôi biết ơn Chúa vì câu trả lời đó. Đó là kết quả đó. Còn nếu từ ngày mình tin Chúa mà nhìn mình càng giống quỷ hơn chứ không giống Chúa thì thôi càng rồi. Đúng không? Tôi hung ác hơn, tôi ích kỷ hơn, tôi sừng sổ hơn, tôi kiêu ngạo hơn thì thôi xong. Cuộc đời mình không có cửa đi lên, chỉ có đi xuống thôi. Đó. Cho nên sự tái tạo bên trong là kết quả của những ngày chúng ta mật thiết với Đức Thánh Linh. Có đúng không anh chị em? Anh chị em nghĩ mà coi,
anh chị em bước ra khỏi phòng cầu nguyện đang dâm thấm với Chúa, yêu thương Chúa, Chúa thăm viếng anh em đây dậy vừa bước ra khỏi phòng cầu nguyện. Tôi đố mà anh chị em ghét được con người nào, tôi đố mà anh chị em ghét được, muốn ghét không ghét được, chỉ có yêu thương thôi. Chỉ có thấy sao mà tôi muốn ôm cả thế giới vào lòng. Ô ai vậy? Nhiều cái trong hội thánh nhà môn dân nó nhiều cái nó rất độc đáo anh nha, rất độc đáo. Thay vì giữa những cao trào chân lý vỗ tay thì nhiều khi nó cũng rất là hài hước, nhưng mà nó vui, cái nó không sao. Đấy cũng là sự mặc khải đâu đó cho anh chị em, cho nên mới thở dài như thế. Mặc khải, vừa nhận được sự mặc khải thở dài luôn. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Ok, tôi đọc anh chị em nghe một cái đoạn kinh thánh nói về điều này, nói về điều này trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3. Tôi đọc anh chị em nghe. Cái điều này cũng rất quan trọng, gọi là sự kết quả trong Chúa đó anh chị em. Kết quả về tính cách. Hồi nãy là kết quả về tri thức, bây giờ là kết quả về gì? Tính cách. Anh em nhớ nha, kết quả về tính cách. Cô-rinh-tô nhì chương 3, tôi đọc anh chị em nghe. Đây, từ câu thứ 17. Đây, vả Chúa tức là Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Anh chị em thấy không? Càng tiếp cận Chúa, càng tương giao với Chúa, anh chị em càng được biến hóa giống Chúa, giống Chúa. Đó là kết quả. Cho nên nó khởi đầu từ gì anh chị em? Từ Đức Thánh Linh. Tôi và bạn chị em có thể nhận 2 ta lân, 5 ta lân, 1 ta lân, giống nhau hết, chỉ khác nhau về mức độ thôi, đúng không? Tôi có thể Chúa ban cho tôi đầy dẫy Thánh Linh ở mức này, Chúa ban anh em đầy dẫy Thánh Linh ở mức này, người kia Chúa ban đầy dẫy Thánh Linh ở mức này. Tất cả đều được ban cho từ Thánh Linh. Nhưng cái điều Chúa quan tâm không phải là anh nhận nhiều hay nhận ít, mà anh đã làm gì, biến hóa gì, tăng trưởng gì trong những gì mình đã nhận. Được không anh chị em? Đó là vấn đề mình hiểu cái câu chuyện này. Chúa yêu chúng ta, Chúa đặt bản thể Ngài vào trong chúng ta, Chúa đặt thần tính Ngài vào trong chúng ta, Chúa đặt tình yêu, nhân từ, trung tín, mềm mại của Ngài vào trong chúng ta, Chúa đặt lòng vị tha, Chúa đặt lòng rộng rãi, bao dung của Ngài vào trong chúng ta. Một chút nào đó khởi đầu bởi Thánh Linh. Cái điều Chúa muốn là qua năm tháng anh chị em bao dung hơn, yêu thương hơn, nhân từ hơn, trung tín hơn, thành thật hơn, tiết độ hơn, hiền lành hơn, mềm mại hơn, khiêm nhường hơn. Amen anh chị em. Đó là ý Chúa, đó là ý Chúa. Cho nên nếu mỗi một chúng ta qua bao nhiêu năm tháng đi với Chúa mà mình thấy nhân cách của người mình, tính cách của người mình vẫn đứng yên tại chỗ, coi chừng anh em đang đứng đi và không ra trái, không ra trái nữa. Chúng ta phải đào sâu hơn, giống như bài hát nãy nói đó, dẫn con sâu hơn vào trong tình yêu với Ngài, để con hút lấy tất cả những thần tính tốt lành của Ngài, và con sẽ nhân lên từ 2 ta lân ban đầu, bây giờ là 4, rồi 4 thành gì? 8, 8 thành 16, nhân lên nhiều hơn nữa, tình yêu không chỗ chứa và bao dung tất cả thế giới này, để chúng ta có thể phục vụ, để chúng ta có thể bày tỏ thần tính của Ngài cho thế giới đáng hư nát này. Đó là ý muốn của Ngài. Nhưng chưa hết đâu anh chị em. Sự kết quả và hiệu quả không phải chỉ ở nơi đó, nhưng còn một điều nữa. Đức Thánh Linh còn ở đâu nữa anh chị em? Ở trên chúng ta, đúng không? Công vụ chương 1 câu 8 chép rằng
khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta. Khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta sẽ xuất hiện những khả năng siêu nhiên, những quyền năng, những sức mạnh để làm ra những dấu kỳ phép lạ, làm ra những điều siêu nhiên, làm ra những điều mà thế giới này phải mở tròn mắt ngạc nhiên trầm trồ. Những sự chữa lành, những sự giải phóng, những sự tự do, những sự phước hạnh, những sự bứt phá. Và điều đó có làm vinh hiển danh Chúa không chứ? Người ta vỗ tay rần rần ấy chứ. Người ta nhảy lên, người ta hallelujah. Ôi Chúa, đây là Chúa, thật vời. Không có Chúa nào khác, chỉ có Chúa Giê-xu làm phép lạ thôi. Người ta tung hô ngài. Đúng không? Và ân tứ trên chúng ta phải ngày một gia tăng. Tôi để ý trong cuộc đời tôi thấy nó gia tăng thiệt đó anh chị em. Tôi cảm ơn Chúa vì nó gia tăng. Chứ nếu nó không gia tăng là chắc tôi phải quỳ gói kiêng ăn rồi. Đúng không? Chứ bây giờ đi với Chúa mà từ đầu năm đến cuối năm thấy mình vẫn như cũ, vẫn chừng đó, thì phải khóc lóc ăn năn. Chúa ơi, tại sao? Điều gì đã ngăn trở quyền năng của Ngài hành động qua con? Điều gì Chúa? Xin Chúa thương xót tha thứ cho con, bày tỏ cho con Chúa. Cho nên tôi mới nói điều đó cho tất cả anh em trên mạng cũng như hội trường này. Từ ngày anh em tin Chúa, ân tứ Thánh Linh trên anh em có gia tăng không? Nghiêm túc à? Có không? Thấy đám này rất có nè, còn ở đây không thấy có gì hết trơn. Vậy là có một phần ít thôi. Còn mấy anh em khác thì sao? Không thấy gì hay sao? Có không? Có không? Có không? Có không? Hallelujah! Đó. Đó là mấy hội thánh nhà muôn dân chứ. Có mà có ăn tấm này thì không được rồi. Không à? Phải gia tăng. Nếu ngày xưa mình chỉ đặt tay chữa đau đầu với lại sổ mũi thì bây giờ phải là ung thư. Bây giờ phải là đột quỵ, còn mai mốt sẽ người chết sống lại. Amen. Gia tăng. Phải gia tăng. Ngày xưa đuổi mấy con quỷ nhỏ nhỏ thôi. Mấy con quỷ mà loại cầu hồn, cầu cơ đồ chơi vui thôi. Bây giờ là phải đuổi tới phù thủy với thầy pháp. Có đúng không? Gia tăng. Sự sức giàu phải gia tăng. Rồi đuổi đến điên khùng, tâm thần phân liệt nữa. Đúng không? Rồi đuổi đến tự kỷ, rồi nghiện ngập, rồi đồng tính nữa. Những con quỷ mạnh sức đó là ngày càng gia tăng, là đến một phát là chém một phát đứt đầu luôn. Đó là gia tăng. Cho nên ân tứ phải gia tăng, quyền năng phải gia tăng, và những gì Chúa hành động qua cuộc đời mình phải gia tăng theo thời gian. Amen chứ. Nó phải nhân lên. Đó là làm vinh hiển danh Chúa. Đó là một đời sống kết quả và hiệu quả cho Chúa. Chúa nói mà. Cho nên khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, hãy nhận lấy quyền năng. Nhận lấy quyền năng. Cho nên anh chị em, khi chúng ta đọc câu chuyện Ta Lân, tôi nghĩ anh chị em hiểu được phải không ạ? Ta Lân là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Và Đức Thánh Linh ở trên chúng ta. Đức Thánh Linh ở cùng, và Ngài kỳ vọng tri thức chúng ta được gia tăng. Đức Thánh Linh ở trong, và Ngài kỳ vọng tính cách chúng ta được giống Chúa Giê-xu hơn. Đức Thánh Linh ở trên chúng ta, và Ngài kỳ vọng ân tứ trên chúng ta được nhân lên. Anh em ghi nhớ lẽ thật này nha. Chúa khiến cho chúng ta không kết quả cho Chúa cả đời. Ví dụ, họ nói rằng chỉ ăn năn một lần, không cần ăn năn nữa, khiến cho chúng ta vùi đầu trong tội lỗi cả đời. Có đúng không anh chị em? Họ nói rằng tiếng lạ bây giờ hết rồi, quỷ nó cho nói á, khiến cho chúng ta sống yếu đuối cả đời. Rồi họ nói bây giờ, ôi Chúa Giê-xu hết chữa bệnh, hết giải cứu rồi, đừng tin những sự đó, khiến cho chúng ta sống trong sự trói buộc cả đời, bệnh tật cả đời. Và vô vàn những giáo lý ngày hôm nay nó dạy cho dân sự Đức Chúa Trời nhìn về Chúa một cách sai trật.
khiến cho chúng ta không kết quả được. Anh chị em ơi, có những giáo lý có thể kéo chúng ta xuống địa ngục đấy. Hãy cẩn thận về những gì mình học, cẩn thận về những gì mình nghe, cẩn thận về những gì mình đọc. Và anh chị em ạ, Kinh Thánh phải là nền tảng cho chúng ta. Còn ai nói gì mượn người ta, được không chép? Ai nói gì mượn? Kinh Thánh chép Chúa Giêsu hôm qua hôm nay đời đời không thay đổi. Kinh Thánh chép Hebrew chương 13 câu 8 anh em dở ra sẽ thấy. Nhưng có người dạy rằng Chúa Giêsu thay đổi rồi. Trước làm phép lạ giờ hết rồi. Vậy mà cũng có hàng triệu tín đồ tin sai cổ. Tôi không hiểu lý do tại sao. Và những giáo lý này nó đã trói dân sự của Ngài trong sự gì? Không kết quả. Trở thành những nhành khô, nhành héo, nhành vàng, nhành úa. Và cuối cùng Chúa phải đành đạn cắt đi. Đành đạn cắt đi. Vì vậy anh chị em, hãy cẩn thận. Hãy so sánh những gì mình nghe trên lời của Chúa. Hãy biết đặt ra những câu hỏi cho những thầy dạy mình. Anh dạy thế, Kinh Thánh chép ở đâu? Dở cho tôi coi. Còn anh nói không, cái này là kinh nghiệm của tôi. Anh đi chỗ khác chơi, tôi không nghe kinh nghiệm anh. Tôi nghe lời Chúa. Anh là ai tôi không quan trọng. Tôi chỉ nghe lời Đức Chúa Trời mà thôi. Anh em nhớ điều đó nha. Tôi nói với tất cả anh chị em là những con trai con gái của Đức Chúa Trời, hãy có sự khôn ngoan. Mình chỉ nghe lời Đức Chúa Trời mà thôi. Còn lời con người dù là giáo sư, tiến sĩ gì không cần biết. Nếu không có cơ sở Kinh Thánh, tiến sĩ giấy hết. Tiến sĩ giấy hết. Quan trọng gì? Đôi khi cái bằng thần học đó sẽ theo chúng ta xuống âm phủ. Vì tôi có biết một số anh chị em đã nói với tôi: mục sư ơi, tôi đi theo học trường thần học này để lấy bằng thạc sĩ thần học mà suýt nữa là tôi mất đức tin luôn. Học hồi mất đức tin vậy, nó kinh dị lắm. Bây giờ những cái trường thần học nó dạy sao? Dạy hồi mất đức tin luôn. Nó dạy hồi nó biến con người thành Đức Chúa Trời luôn. Chối bỏ hết. Cái gì cũng không có đúng, cái gì cũng không hợp logic. Cái này khoa học chưa chứng minh, bỏ hết bỏ một hồi quyển Kinh Thánh còn mỗi tờ. Rồi học cái gì đó tôi cũng chả hiểu nữa. Lấy xong bằng thạc sĩ thần học là suýt nữa là xuống địa ngục. Cho nên tôi xin thưa với anh chị em, tôi không nói như vậy để nói rằng chúng ta không cần phải học Kinh Thánh hay là như nào. Nhưng phải chọn lựa những trường Kinh Thánh có uy tín, được khẳng định theo thời gian, được những đầy tớ có kết quả dạy chúng ta và có nền tảng trên Kinh Thánh. Amen chứ. Còn những trường thần học mà tào lao dẹp hết đi. Mấy cái trường thần học mà tôi nói nha, tôi không sợ đâu để nói. Mấy cái trường thần học nào mà chống đối Đức Thánh Linh á, anh chị em xé rồi vứt hết đi. Vứt hết. Đừng thèm nghe luôn. Đó. Mấy cái Pharisee thầy thông giáo nào mà nhạo báng Đức Thánh Linh á, em khâu miệng lại hết đi. Đừng để nó nói vào lỗ tai mình. Vì sao? Thánh Linh là thầy của mình. Mà nó phỉ báng thầy của mình thì mình nghe làm gì? Amen chứ. Nói vậy cho nó dễ hiểu, vỗ tay cái ra cho nó nóng mây đó. Đúng không? Đây, nó dễ hiểu thôi. Thánh Linh là thầy mình mà nó phỉ báng thầy mình thì nghe làm gì? Ăn chung làm gì? Đi cùng làm gì? Nói chuyện làm gì? Xóa sạch. Đi lết khỏi vùng trời. Đừng tiếp cận với những loại thần học đó hay những con người đó. Đứng lên rồi nói ba láp ba sàm, Thánh Linh nào là quỷ làm rồi thế này thế nọ thế khác. Tất cả những người đó ngày sau phải trả lời trước Chúa. Chúa Giêsu sẽ mời người đã đứng trước mặt và nói: ngươi nói ta đã thay đổi rồi, lời của ta ở đâu? Ngươi nói ta hết làm phép lạ rồi, ta chép ở đâu? Ngươi nói ta hết đủ quỷ rồi, câu nào nói? Ba câu đó là thôi im hết miệng rồi, đi xuống.
đi xuống. Thế thôi, đơn giản đó. Không trả lời được thì đi xuống chứ sao đi lên được. Đúng không chứ? Coi chừng. Cho nên tôi muốn nói điều này để cho tất cả chúng ta phải thức tỉnh. Toàn bộ dân tộc chúng ta phải trở về với Kinh Thánh và xây dựng một nền thần học lành mạnh trên Kinh Thánh. Tin nhận tất cả những gì Kinh Thánh chép và tôn kính những gì Chúa Thánh Linh đang làm. Amen. Đừng vì sự thiếu hiểu biết của mình, vì những đời sống tội lỗi non nớt của mình, những kinh nghiệm chưa tới của mình mà giống như ếch ngồi đáy giếng rồi mô tả bầu trời. Anh chị em biết con ếch ngồi đáy giếng mô tả bầu trời không? Nói bầu trời bằng cái chén nha. Đó, rồi có lâu lâu có mấy cọng mây nó bay qua, bầu trời vậy thôi, không có gì hết á. Nhưng mà Cơ Đốc giáo thì bao la. Sao không chịu mở YouTube lên để coi những tiên tri làm phép lạ ở châu Phi? Sao không mở YouTube lên để coi những nhà phục hưng ở châu Mỹ Latin, ở Brazil đang làm phép lạ, đang khiến 7 cái người chết nằm trong hòm sống lại? Sao không mở YouTube lên coi? Đúng là ếch ngồi đại giếng. Đúng không ạ? Thời buổi hôm nay nó phẳng hết rồi mà. Cho nên tôi nói với anh chị em nhé, tôi nhắc lại nhé, giáo lý sai trật khiến cho chúng ta không kết quả cả đời. Tôi khích lại tất cả anh chị em nào một cách nghiêm túc đi. Những ai đang theo dõi tôi trên mạng cũng hãy nghiêm túc đi. Ra soát lại đời sống mình. Từ ngày mình tin Chúa, mình có tăng trưởng trong ba cái điều tôi vừa chia sẻ không? Anh em có tăng sự hiểu biết Chúa Giê-xu không? Tính cách anh em có giống Chúa Giê-xu hơn không? Và quyền năng Thánh Linh có tăng trên đời sống anh em không? Nếu câu trả lời là không, thì hãy coi lại giáo lý của mình. Amen không ạ? Coi lại, phải coi lại chứ. Chứ cứ mình tin, ai nói gì cũng tin, cả đời tin, trung tín, tôi trung tín đến chết. Nhưng mà trung tín đến chết để xuống dưới rất là nguy hiểm. Phải xem lại. Và người khôn ngoan là người biết thay đổi. Người khôn ngoan là người dám thay đổi. Người khôn ngoan là người chỉ sợ Đức Chúa Trời, không sợ con người. Đó là người khôn ngoan. Giữ linh hồn mình. Tổ chức nó có mua được linh hồn mình giúp mình đâu. Ông nọ ông kia có mua được linh hồn mình đâu. Chúa Giê-xu mới mua linh hồn mình. Hãy tin cậy Ngài. Amen chị em. Rồi, điều thứ hai. Điều thứ hai mà mình học ở cái người này về cái sự không kết quả, đó là ông này ông sợ. Đúng không? Ông nói nè, tôi sợ. Tôi sợ chủ quá cho nên thôi tôi không có đi buôn đi bán gì, cũng làm gì sợ. Đây cũng là một thái cực. Rất nhiều con cái Chúa chúng ta hôm nay sợ hầu việc Chúa, sợ phục vụ Chúa, sợ giảng lời Chúa, sợ chia sẻ phúc âm, sợ đặt tay lên người bệnh, sợ đủ quỷ, sợ chữa lành. Nói chung, nói tới cái gì là một sợi con sợ lắm. Và cuối cùng cả đời mình co cụm lại, không biết một cái gì hết. Cho nên có một câu rất hay mà tôi muốn nói với anh chị em. Cái sai lầm lớn nhất trong đời một con người là sợ mắc sai lầm. Anh em hiểu ý tôi nói không ạ? Sai lầm lớn nhất trong đời sống một con người là tôi sợ mắc sai lầm. Và cuối cùng người đó cứ đứng yên không làm gì hết. Giảng cũng không dám nói, không dám chia sẻ, không dám cầu nguyện, cũng không dám làm một cái gì, không dám khởi sự một cái gì, mở hội thánh cũng không, mở nhóm tế bào cũng không, cái gì cũng không, hỏi đến là không, không, không và không. Thì làm sao kết quả được? Đấy là cái sợ. Rồi, điều thứ ba mà mình nhìn thấy tại sao người này không kết quả là lời Chúa nói rồi, đó là lười biếng. Đúng không? Lười biếng. Ngươi là đồ biếng nhác. Mình dùng những lý lẽ đó mình lấp liếm cho cái sự biếng nhác của mình, lười nhác. Anh em nhớ trong Hebrew chương 5 câu 11 đến 14, tôi đọc lại câu kinh thánh này cho anh chị em nghe để cảnh tỉnh lòng chúng ta. Hebrew chương 5 câu 11 đến câu 14. Biết đâu được nó sẽ đụng đến những anh chị em đang biếng nhác của chúng ta đây thì sao? Đúng không ạ? Rồi, về sự đó chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu.
Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì ăn đồ đặc, vì kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho người thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Anh em thấy không? Lẽ ra anh em tin Chúa 5 năm là làm thầy người ta rồi. Anh em tin Chúa 3 năm đi dạy đạo cho người ta rồi. Nhưng bây giờ do mình lười biếng, mình không nghiên cứu với Thánh Linh, mình cũng không ở cùng Thánh Linh, mình cũng không vận dụng ân tứ Thánh Linh, cuối cùng bây giờ mình thành sao? Người uống sữa. Cho nên tôi hay gọi những cơ đốc nhân này là gì? Ông già mà mặc tả lót á. Anh chị biết cái hình ảnh đó không? Tức là ở trên là râu đồ dài mà dưới có cái tả như đứa nít vậy. Không ai ở trong chúng ta họ sĩ vẽ cái hình đã treo lên nó cũng khích lệ lắm á. Nó nhắc chúng ta rằng đừng làm ông già mặc tả lót. Đúng không? Bề ngoài thì già dặn, tôi tin Chúa 30 năm, tôi tin Chúa 25 năm, nhưng bên trong thuộc linh thì vẫn mặc tả. Ý tiểu tiện gì cũng trong tả hết. Anh cũng con coi còn người đuốc, không có tự giác gì hết trơn, không tự gọi là cái cô kia gỗ cười mà ôm cả mặt luôn. Không hiểu nó có trúng không. Cười dữ vậy. Không biết nữa. Đó. Cái hình ảnh nó như thế. Phải không ạ? Đôi khi nó khích lệ chúng ta. Anh chị em ơi, mình phải trưởng thành. Amen. Mình phải lớn một cách tự nhiên. Anh chị em sinh ra một đứa con mà nó cứ nằm như thế miết là chắc chắn có vấn đề. Đúng không? 3 tuổi phải biết đi, biết chạy, biết ăn, biết nói chứ. Rồi 5 tuổi phải vô lớp 1 chứ. Đúng không ạ? Và lớn lên và trưởng thành, quần áo nó phải thay liên tục chứ. Còn đứa con của mình sao mà cứ nằm vậy? Chỉ có cái đầu nó to ra thôi. Rồi căng rồi. Cho nên hôm nay cũng có tồn tại những cơ đốc nhân cái đầu thì rất là to nhưng mà trái tim thì bé tí à. Kiến thức nhiều lắm, bằng nọ cấp kia. Chú trời ơi, khoe thì thôi dán đầy nhà đầy tường hết. Nhưng mà trái tim không có Chúa, không nhận biết Chúa. Thì đó không chẳng phải là ông già mặc tả lót là vậy. Đúng không chứ? Cho nên mình phải lớn, mình phải trưởng thành trong đạo lý của Chúa. Và phải đầy ơn giống Chúa Giê-xu về mọi phương diện mà tôi vừa chia sẻ, không phải nhắc lại mất thời gian. Chúng ta đừng có lệch về ân tứ mà bỏ đi bông trái Thánh Linh. Chúng ta phải đầy tri thức về Chúa, đầy thần tính của Chúa và đầy quyền năng của Chúa. Amen chị em. Đó là người trưởng thành. Cho nên chị em đừng lười biếng. Và cuối cùng nè, cuối cùng mình kết thúc bài giảng luôn là được rồi. Cuối cùng, cái ông này đó, ông bị phạt, ông bị thu hết tất cả những cái ta lân để cho người khác. Rồi thậm chí ông cũng bị quăng ra nơi tối tăm khóc lóc nữa. Là vì sao nè? Đây nè. Vì ông chôn tà lần dưới đất. Thấy không? Chôn dưới đất. Anh em suy nghĩ chỗ này rất hay. Nó có một ý nghĩa thuộc linh ở đây. Đất luôn là biểu hiện của gì anh chém? Xác thịt ma quỷ. Đôi khi mình nhận ơn của Chúa mà mình lại sống một đời đầy ma quỷ xác thịt. Rồi mình mượn đạo tạo đời, mình làm những điều ô uế, làm những điều phỉ báng danh của Chúa, chôn dưới đất. Ta lần không có tăng trưởng, không có phát triển một cái gì hết. Mình vẫn gian dâm, mình vẫn dối trá, mình vẫn ngoại tình, mình vẫn không trung thực, mình vẫn nóng giận, cay đắng, không tha thứ. Mình sống với những điều đó, nhưng mình vẫn vỗ ngực đứng trên bục giảng nói tôi là người của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ đến đánh xé xương kẻ đó. Có đúng không chứ? Mà tôi thích cái từ xé xương. Từ này đọc nghe nó thấm. Xé xương, xé xác đấy. Bởi vì Chúa không dung túng những người như thế. Một con người như vậy nó làm tổn hại đến đạo Chúa trên tầm quốc gia luôn. Tầm quốc gia luôn. Cho nên chúng ta phải sống gương mẫu. Chúng ta phải sống để bày tỏ Chúa ra, để người ta thấy Chúa trên đời sống mình. Còn nếu người ta nhìn mình vào mình thấy đất không ạ? À?
đất không, ta lăn chôn trong đất, thấy đất không, đất là xác thịt, đất là ma quỷ, đất là thế gian. Và đôi khi mình đem cái ơn của Chúa mình chôn vào trong ba thứ đó, và mình sống một đời bội đạo đúng nghĩa, không có phát triển gì cả, gai gốc chà cho. Cho nên cho em có bốn thứ ngăn trở chúng ta không kết quả và hiệu quả. Thứ nhất là gì? Giáo lý sai trật. Thứ hai là gì? Sợ thất bại, không đủ can đảm để làm. Chúa luôn dạy là hãy can đảm, hãy vững lòng bền chí, ta ở cùng người mà mình cứ sợ. Thứ ba là gì? Lười biếng. Thứ tư là chôn vùi cuộc đời mình trong lối sống xác thịt ma quỷ thế gian mà không chịu ăn năn. Bốn thứ này đưa chúng ta đi thẳng xuống âm phủ vào ngày cuối cùng. Anh em đừng có nghe người ta dụ là nói ôi ơi, anh em chắc chắn, mình chắc chắn là thế này thế nào thế khác, không có gì chắc hết á. Cứ nhìn vào lời Chúa và tra xét mình. Cho nên tôi vẫn nhắc lại câu mà tôi thường nói, cái bánh rẻ tiền nhất là cái bánh vẽ. Tôi vẽ ra tờ giấy tôi cho anh em thôi. Cái bánh, muốn bánh trung thu tôi vẽ cho, muốn bánh in tôi vẽ cho một cái, muốn trăm cái tôi cũng vẽ được mà. Bánh rẻ tiền tôi đâu mất gì đâu. Cho nên những lãnh đạo tôn giáo vô lương tâm, họ có thể vẽ cho con người ta đủ thứ hết, miễn sao anh em đi nhóm đông là được. Nói thẳng là luôn, cứ có tiền dân hiến là ok. Còn anh em sao mượt, quan trọng gì? Cá độ đá banh bài bạc sang Campuchia đánh bạc gì không biết, cứ đem 1/10 về dân là ok đấy. Thế thôi, đúng không? Nhưng Chúa không chấp nhận điều đó. Chúa muốn chúng ta giống Ngài, Chúa muốn anh em biến đổi. Tôi không muốn anh chị em đến hội thánh mà không biến đổi. Tôi không muốn anh em lên cầu nguyện đủ quỷ chữa lành rồi về sống lối sống đó. Tôi cũng không muốn anh chị em dâng hiến cho hội thánh rồi sống lối sống ô uế. Đừng, chẳng thà đừng, đừng dâng một cái gì hết, đừng đụng chạm cái gì đến hội thánh của Chúa. Anh cứ sống đúng cuộc đời của anh đi, cho đến khi anh còn đôi dép lê rồi anh đến đây, đúng không? Chắc chắn là cuối cùng mà đi còn đôi dép lê không thôi là sẽ đến. Rồi lúc đó Chúa mới ra tay. Chúa luôn kêu gọi chúng ta ăn năn và biến đổi giống như Ngài. Đúng anh chị em? Không thể nào khác được đâu. Đó. Cho nên cái bánh rẻ tiền nhất là cái bánh vẽ. Mà lời hứa dễ hứa nhất là hứa sau khi đã chết rồi. Đó. Chết rồi hứa gì rồi hứa chứ biết gì nữa đâu. Đúng không? Anh còn sống này mới khó hứa nè. Đúng không? Anh còn sống này tôi hứa Chúa sẽ chữa lành anh, Chúa sẽ giải phóng anh, Chúa sẽ ban phước cho anh. Khó lắm, vì muốn làm được cũng phải có Chúa ở cùng mới làm được. Còn anh chết rồi mà đúng rồi, xây danh cái mộ đẹp đẹp, chết rồi mà có xây không xây ai biết, đúng không? Cho nên là anh chị em ơi, đừng tin, mình phải sống thực tế. Tôi không muốn anh chị em nghe ai hết á, kể cả tôi cũng đừng nghe, nghe Kinh Thánh, đúng không? Kinh Thánh, nghe Kinh Thánh là sống, theo Chúa Giêsu là sống, cứ có quyền năng Thánh Linh là sống. Còn những thứ gì người ta muốn nói gì nói, kệ. Amen không anh chị? Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Amen. Cảm ơn Ngài. Nhiều khi nói nó cũng hơi đụng chạm tí, nhưng mà nó cần phải nói để cho chúng ta thức tỉnh. Vì thời đại chúng ta sống là cái thời đại hổ lống mà, mì ăn liền, thời đại kim tiền, thời đại mà người ta có thể buông thần bán thánh mà. Đúng không? Đâu sợ gì nữa đâu, buông thần bán thánh mà. Cho nên mình phải nói để dân Chúa được thức tỉnh. Amen chứ. Phải nói, vì bao nhiêu người, tôi nhớ là những live stream này cúp xuống một cái là 10,000+ lượt xem. Cho nên phải nói để cho dân chúng ta biết những điều cần phải tránh. Lừa lọc nhau nhiều lắm. Chúng ta chỉ đến với đấng chân thật là Chúa Giêsu. Amen. Mời cả chúng ta cùng cầu nguyện nha. Cầu nguyện. Dạ, cầu nguyện. Hãy đến với Chúa đi anh chị em. Tôi nhắc lại bài giảng, Chúa muốn chúng ta kết quả và hiệu quả trong đời sống.
Nếu điều gì cản trở anh em hiểu biết Chúa, cản trở anh em giống Chúa, cản trở anh em mặc lấy năng quyền, hãy cầu nguyện giờ này, Chúa sẽ giúp chúng ta. Và sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho từng anh chị em ở đây. Cha ơi, tất cả chúng con nghiêm túc đến trước mặt Ngài, và kể cả những anh em trên live stream cũng vậy, hãy nghiêm túc đến trước mặt Ngài, rà soát đời sống chúng con. Chúa ơi, chúng con không thể hời hợt với mạng lệnh của Ngài. Lạy Chúa, mạng lệnh của Ngài là muốn chúng con đi và kết quả, muốn chúng con sống một đời kết quả và hiệu quả với những điều tuyệt vời Ngài đặt bên trong, bên trên và bên cạnh chúng con. Đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ô Cha ơi, con cầu nguyện. Cha ơi, con cầu nguyện. Cha ơi, con cầu nguyện giờ này. Cha ơi, con cầu nguyện giờ này. Chúa ơi, hãy đến với anh chị em con. 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 Ra soát đến anh chị em. Ra soát. Điều gì cản anh chị em đọc Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh mỗi ngày nào? Có thể đó là sự bận rộn chắc. Có thể đó là sự lo toan đời này chắc. Có thể đó có thể là sự lười biếng chắc. Anh em ơi, hãy thưa với Chúa, Chúa sẽ đến giúp anh em. Anh em phải gia tăng trong tri thức, phải đọc sách, nghe bài giảng, phải có thời giờ ở với lời hằng sống của Ngài. Không thể khác được đâu anh chị em, không khác được đâu. Hãy nói với Chúa, hãy nói với Chúa, nói với Chúa, nói với Chúa. Giúp con, giúp con, giúp con, giúp con, giúp con. Giúp con siêng năng, giúp con hiểu biết. Đức Thánh Linh ơi, hãy đến bên cạnh con khi con mở Kinh Thánh ra. Ô, là giáo sư của con, anh chị em cầu nguyện đến cho em. Cầu nguyện nghiêm túc, cầu nguyện nghiêm túc, cầu nguyện nghiêm túc, cầu nguyện nghiêm túc. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô, hallelujah. 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 Đức Thánh Linh hãy đầy dạy con. Đức Thánh Linh hãy đến bên cạnh anh em con giờ đây. Đức Thánh Linh ơi, hãy chạm đến thân thể và trái tim của anh em con giờ này. Con cầu nguyện trong danh Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Cầu nguyện anh chị, tôi thấy Chúa đang ở đây. Chúa đang hiện diện ở đây và Ngài đang muốn giúp dân sự của Ngài. Chúa giúp dân sự của Ngài hiệu quả cho Ngài, giúp dân sự của Ngài được nâng lên, được tỉa sửa trong Ngài. Lạy Chúa. Jesus. 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 Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu. Con cầu nguyện Cha ơi, để anh em con nghiêm túc với đời sống tâm linh của mình. Nguyện cầu Thánh Linh Ngài. Chúng ta hãy thờ phượng Chúa bài hát đó. Nguyện cầu Thánh Linh. Hãy thờ phượng Chúa anh chị em. Hãy thờ phượng Chúa trong Thánh Linh nào. Hãy trải lòng mình ra trong Thánh Linh nào. Ngài đến, Ngài giúp anh em mình. Ngài đến, Ngài giúp anh em mình. Tôi nói anh em mình không thể nào khác được. Phải sống cùng Thánh Linh. Phải cần Thánh Linh. Ngài là giáo sư. Ngài là ta lân của Đức Chúa Trời giao vào tay anh chị. Trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, tất cả anh chị em mình hãy trao tấm lòng mình cho Ngài. Và hãy nói với Chúa, thật sự con cần Ngài. Ngoài Ngài ra con không làm được bất cứ điều gì. Thánh Linh ơi, hãy ở cùng con, hãy ở trong con, chạm con, làm đầy dẫy con và giúp con kết quả trong nhà Ngài. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện anh chị em. Hãy trải lòng mình, trải lòng mình, trải lòng mình, trải lòng mình. Anh chị em cần Thánh Linh. Và những anh chị em trang bị trong danh Chúa Giêsu quyền.
Oh, hallelujah. Anh em hãy cất lời cầu nguyện đến trước mặt Ngài. Anh em ơi, anh em cần được trang bị, anh em cần được biến hóa, anh em cần được hiểu biết. Anh em hãy thưa với Ngài: Chúa ơi, con cần nhân ta lanh của con lên. Con cần nhân lên. Cầu nguyện hội chúng, cầu nguyện nào. Mỗi một người hãy cầu nguyện. Tôi tin rằng thần Chúa đang ở đây. Hãy kêu cầu Ngài, anh chị em ơi. Ngài chạm tấm lòng anh em giờ này. Và tôi công bố toàn bộ những thứ gì ngăn trở đời sống anh chị em, tất cả dù nó là ở đâu, mọi bức tường nào, mọi những điều gì mà Satan đang có thể hành động trên cuộc đời, trên linh hồn anh chị em, tôi bẻ gãy nó giờ này. Mọi mưu kế của Satan, mọi linh uế của Satan, mọi những điều gì của Satan, tôi lệnh cho nó phải rời khỏi đời sống anh chị em giờ này. Tôi ra lệnh nó phải đi giờ này. Ta ra lệnh phải đi. Mọi uế linh phải đi. Những tà linh gây lười biếng, gây không tha thứ, gây nóng giận phải đi. Những tà linh gây lên những cản trở trong tính cách của con người phải đi. Những tà linh của sự ích kỷ ghen tương phải đi. Tất cả những tà linh của sự nóng giận không tha thứ phải đi. Những tà linh của sự tà thuật phải đi. Những sự rủa xả phải đi. Những điều ô uế đó phải đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mây Satan hãy rơi khỏi dân sự của Đức Chúa Trời. Rơi khỏi dân sự của Đức Chúa Trời. Rơi khỏi dân sự của Đức Chúa Trời. Tất cả hãy rời đi. Và tôi công bố ánh sáng của Chúa ở nơi đây. Ánh sáng đến trên anh chị em giờ này. Ánh sáng trên anh chị em giờ này. Ánh sáng trên anh chị em giờ này. Thần linh Chúa trên anh chị em giờ này. Hãy đón nhận ánh sáng đó giờ này. Đón nhận ánh sáng đó giờ này. Đón nhận ánh sáng đó giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Tiếp tục lên nha. Tiếp tục cầu nguyện. Tôi khích lại tất cả anh chị em, hãy đá ra khỏi đời sống mình những gì mà anh chị em không muốn thấy. Hãy dùng lời nói mình đá văng nó đi. Anh em hãy dùng lời nói của mình đá văng nó đi. Hỡi sự nóng giận hãy ra khỏi ta. Hỡi sự bệnh tật hãy ra khỏi ta. Hỡi sự nghèo đói hãy ra khỏi ta. Hỡi sự lo lắng hãy ra khỏi ta. Hỡi sự phân tâm hãy ra khỏi ta. Cầu nguyện anh em, cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu. Ô thần ngài hành động, thần ngài hành động. Trong danh Chúa Giêsu, thần ngài hành động. Đá văng Satan ra. Trong danh Giêsu quyền năng. Rồi đi, ta ra lệnh mày đi. Ta ra lệnh Satan đi. Ta ra lệnh linh ô uế đi. Linh dâm dục đi. Linh lo lắng đi. Tất cả rủa xả đi. Come out. Trong danh Giêsu, những gì anh em không muốn thấy trên đời sống của mình, những gì anh em nghĩ rằng nó cản trở đời sống mình, những gì mà anh em cảm thấy khó chịu trên đời sống mình, nhân danh Chúa Giêsu di dời ra khỏi đời sống anh em. Tôi di dời những ngọn núi này ra khỏi đời sống anh em. Hãy rời đi. Rời đi. In Jesus mighty name. Hãy đi ra đi. Cầu nguyện. Anh chị em cần cầu nguyện. Thanh tẩy mình buổi sáng này. Mạnh mẽ trong lòng buổi sáng này. Đầy quyền năng buổi sáng này. Trong danh Chúa Giêsu. Oh, hallelujah. Trong danh Giêsu quyền năng. Trong danh Giêsu quyền năng. Tôi nhờ đội phục vụ tìm những anh chị em nào có những cái biểu hiện của Satan lôi hết lên trên này.
Tôi muốn những anh em đó có kết quả trong Chúa. Những ai có biểu hiện, những ai có biểu hiện la hét, co dập, nôn ói, những ai có những biểu hiện mà ma quỷ đang ngăn trở đời sống họ, lôi hết lên trên này để chúng ta cùng nhau xử lý về chúng anh em mình. Chúng ta không chấp nhận sống một đời sống nào đó mà thấp kém hơn. Trong danh Chúa Giêsu quyền lực, mày Satan, tao ra lệnh cho mày rời khỏi dân sự Đức Chúa Trời. Tao ra lệnh cho mày những con quỷ đang đồn trú trong đời sống, trong tâm hồn, trong cảm xúc bà. Mày rời đi, mày rời đi, rời, 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 rời. Trong danh Chúa Giêsu quyền lực, trong danh Chúa Giêsu quyền lực. Bà lên đây, bà lên đây, bà lên, lên đây, lên đây, lên đây. Trong danh Chúa Giêsu quyền lực, trong danh Chúa Giêsu quyền lực. Tất cả những nguyên lực Satan, mày bị đốt cho đây. Đốt cho đây, đốt cho đây, đốt cho đây, đốt cho đây, đốt cho đây. Toàn bộ những thứ gì, thứ những quái linh, hãy rời đi, 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 rời đi. Bước lên đây, bước lên đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Những người đã đứng góc này, đứng lên đây nè, đứng đây. Lên đây, trong danh Chúa Giêsu, đứng lên này, đứng lên giữa bất cứ. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta bảo những uế linh đang cản trở đời sống người ta, hãy rời đi. Mọi uế linh hãy rời đi. Rời, 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 rời. Mọi uế linh hãy đi ra. Mọi uế linh hãy đi ra. Lên đây, lên đây. Lên đây, những anh chị em không có những biểu hiện gì thì ông sao đi xuống. Chỉ để cô lại này thôi, thì cô đi xuống. Cô đi xuống, đi xuống. Cô đây, đứng đây. Những ai có biểu hiện lên đây, lên đây. Lên đây, lên đây. Những ai có những biểu hiện lên, 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 lên. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi uế linh hãy đi ra. Mọi uế linh đang cản trở người ta, hãy đi ra. Come on, 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 on. Tất cả quyền lực của mày, tao bẻ gãy mày giờ đây. Những quyền lực tà thuật, tao bẻ gãy mày giờ đây. Những quyền lực của thế giới, tối tăm, tao bẻ gãy mày giờ đây. 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 Bước lên, bước lên, bước lên. Bẻ gãy mày giờ đây. 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 Trong danh Chúa Giêsu, tôi đề nghị cô Châu và anh Lý Hiệp lên giúp đỡ những người này. Hai người thôi. Anh Lý Hiệp và cô Châu lên giúp đỡ những người này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi oán linh hãy rời đi. Mọi oán linh hãy ra. Ta bảo mày ra khỏi người ta. Ra khỏi người ta giờ đây. 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 Ra. Come out. Come out. Come out. Come out. 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 Khỏi Satan. Mày ra khỏi người này. Mày đi ra khỏi người này. Trong danh Giêsu quyền năng. Mọi uế linh. Mọi uế linh hãy rời. Mọi uế linh hãy rời. Mọi uế linh hãy rời. Đưa mày lên đây. Trong danh Giêsu, mày cũng quỷ kia rời khỏi mày giờ đây. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Tiếp tục cầu nguyện em, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Tất cả những ai nghe tôi nói đây, tất cả những ai thấy trong đời sống của mình có những sự ngăn trở, có những sự ngăn trở, hãy đá Satan nó ra, đá nó ra, đá nó ra. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi uế linh hãy rời đi. Mọi uế linh hãy rời đi. Mọi uế linh hãy rời đi. Ta ra lệnh mày 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 đi. Come out. Rời đi Satan. Các quỷ sứ của mày, các quỷ sứ của mày, hãy đi ra. Các quỷ sứ của mày, hãy ra khỏi họ. Quỷ ô uế, quỷ tà thuật, quỷ bùa chú, tất cả những con quỷ này, rời, 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 rời. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi không chấp nhận bất cứ một con quỷ nào
còn tồn tại trên đời sống anh chị em. Tôi nói trong danh Chúa Giêsu, bất kể bóng tối mày nó ở đâu, hôm nay tao hủy diệt mày, hôm nay tao bẻ gãy mày, hôm nay tao bẻ gãy mày, hôm nay tao bẻ gãy mày, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói Chúa được tự do, Chúa đã được tự do. Hãy tạ ơn Ngài đi. Amen, tạ ơn Chúa. Hãy được tự do, cảm ơn Ngài. Tự do rồi, con người này tự do rồi. Nó có linh bùa chú trong người này và nó đã xuất đi rồi. Chúa được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tạ ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu. Tôi nhắc lại với anh chị em, anh chị em hãy ra soát đời sống mình. Bất cứ điều gì cản trở anh em không kết quả cho Chúa, hãy lớn tiếng lên. Nhân danh Chúa Giêsu, ta không chấp nhận mày. Mày phải ra khỏi đời sống ta, khỏi sự rủa xả, nghèo đói, nóng giận, ô uế, tình dục, đồng tính, nghiện ngập. Đi đi, đi đi, đi đi. Thần kinh đi đi, hoang tưởng đi đi, tâm thần phân liệt đi đi. Những gì đau bệnh cũng vậy, đi đi, đi đi. Trong danh Giêsu quyền năng, hãy rời, 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 rời. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 Con đứng yên này, trong danh Chúa Giêsu, công bố con được tự do. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi quyền lực Satan, hãy rời khỏi người này. Rời khỏi người nữ này. Hỡi Satan, rời khỏi người nữ này. Hỡi Satan, đi ra khỏi nó giờ đây. Rời khỏi nó giờ đây. Rời khỏi nó giờ đây. Hỡi linh tâm thần trầm cảm, đi ra khỏi cô gái này giờ đây. Ta bảo mày rồi. Mọi uế linh đi ra. Mọi uế linh đi ra. Đi ra. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi. Rời. Come out. Khỏi người này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố người nữ này phải được tự do. Tự do. Mọi linh uế đi ra. 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 Và được tự do. Tự do hoàn toàn. Tự do hoàn toàn. Tự do hoàn toàn. Tôi công bố sự tự do đến cho người phụ nữ này. Tự do. À, linh của sự tâm thần đi ra. Linh điên loạn đi ra. Những linh ô uế tục tiểu đi ra. Phục hồi. Phục hồi. Phục hồi. Phục hồi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi muốn cả hội thánh giơ tay hướng về sân khấu, cầu nguyện trong tiếng mới hoặc tiếng Việt của mình, giúp đỡ những anh chị em này của chúng ta. Anh em hãy nói, anh em công bố sự tự do cho họ, công bố sự chữa lành cho họ. Cầu nguyện hội thánh ơi, hội thánh ơi, cầu nguyện cho anh em mình. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Trong danh Giêsu, Satan đi đi. Satan đi đi. Satan đi đi. 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 Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cảm ơn cầu nguyện. Trong danh Giêsu. Trong danh Giêsu, mọi quyền lực Satan phải rời đi. 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 Oh, hallelujah. 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 Phải rời, phải rời, phải rời, phải rời. Phải rời, phải rời. Trong danh Giêsu, con phải được chữa lành giờ đây. Lành giờ đây. Lành hoàn toàn và phục hồi. 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 Những con quỷ dâm dục, con quỷ đồng tính, con quỷ ô uế phải rời, phải rời. Những người chị em này phải được tự do, tự do, tự do, tự do. Oh, hallelujah. Cảm ơn Chúa thật nhiều. 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 Đây là chiến trận anh chị em. Đây là trận chiến.
trận chiến giữa chúng ta là những người tin Chúa đã cùng cầu nguyện giải phóng những con người bị ma quỷ cầm tù. Và sự cầu nguyện của anh chị em với đức tin tuyệt vời sẽ khiến anh chị em mình tự do một cách vĩnh viễn luôn. Chúng ta là những người tin Chúa và tin quyền năng của Thánh Linh. Chúng ta công bố và sự việc phải xảy ra. Hallelujah. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. 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 Cảm ơn Ngài. 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 Tôi công bố chị đã được tự do. Chị đã tự do hoàn toàn nha. Cảm ơn Ngài. Tôi biết chị đã tự do. Hãy về vị trí của mình. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Ngài. Em gái đã được chữa lành. Em đã được chữa lành. Hãy về vị trí của mình. Cảm ơn Ngài. Chúa sẽ phục hồi em gái. Chị áo trắng này được tự do. Cảm ơn Ngài. Chị này cũng vậy. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.